Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi, lớp bình ổn cường giáp và ung thư vú. Ca sĩ Thu Hương sinh năm 1964, thường trú ở quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, đã chữa lành cường giáp và ổn định ung thư vú bằng cách ăn gạo lứt theo thực dưỡng. Ca sĩ Thu Hương bị cường giáp base down từ lúc mười mấy tuổi và định kỳ đi bệnh viện khám bệnh để lấy thuốc về uống. Những lúc bệnh trở nặng làm chị mệt, thậm chí run cả hai tay, bướu ngực càng ngày càng lớn làm cho cổ của chị phình lớn theo thời gian bị bệnh. Mỗi lần ra sân khấu hát, chị đều phải mặc áo cao cổ hoặc quấn khăn để che cái cổ vĩ đại của mình lại. Nhiều lần bác sĩ đề nghị chị mổ nhưng chị không muốn. Là ca sĩ, chị sợ mổ sẽ ảnh hưởng xấu đến thanh quản và giọng hát của mình. Đến năm 2006, bác sĩ khám và bảo chị số độc tố trong bướu rất cao, nếu không mổ sẽ chuyển sang ung thư. Chị buộc phải đồng ý mổ theo đề nghị của bác sĩ và lịch mổ đã lên sẵn sàng rồi. Trước ngày mổ một ngày, chị đã gặp thầy Thích Thông Châu, người theo thực dưỡng trên 40 năm. Và thầy khuyên thử ăn gạo lứt trước xem sao. Nghe ăn gạo lứt có thể hết bệnh, không cần mổ nên chị rất mừng. Chị quyết định hủy lịch mổ và về ăn gạo lứt. Trong quá trình điều trị bệnh ở bệnh viện, chị gặp một người chị của mổ bệnh cường giáp và đã mổ. Chị đã khuyên chị không nên mổ. Chị đó bảo chị đó đã mổ 4 lần, mổ nát bét cái cổ, mổ bên này chạy sang bên kia, bệnh tình ngày càng trầm trọng hơn. Một ví dụ nữa là đồng nghiệp của chị cũng đã mổ vì bệnh này, và sau khi mổ phải bỏ nghề ca hát vì giọng bị khào khào không còn như xưa. Chị về theo hướng dẫn của thầy Thông Châu là ăn 100% gạo lứt với muối mè ăn số 7, mà không ăn thêm bất kỳ thức ăn nào khác trong vòng 49 ngày. Ăn đến ngày thứ 10, người cảm thấy mệt mỏi, chị liền gọi điện cho thầy để được hướng dẫn thêm. Đồng thời thầy giới thiệu chị đến gặp một số người thực dưỡng lâu năm có kinh nghiệm. Sau khi gặp những người này, chị có thêm niềm tin và kiến thức về thực dưỡng nên chị có thêm động lực để ăn số 7 qua 49 ngày. Lúc này chị ốm lại còn 45kg, sụt gần 10kg. Đồng nghiệp thấy chị ốm nên e ngại chị sẽ không hát nổi, nhưng chị cảm thấy người khỏe hơn trước và hát còn sung hơn. Chị nói sau 49 ngày ăn gạo lứt muối mè, tôi đi tái khám và bác sĩ bảo chị số độc tố trong bướu giáp đã hạ xuống gần mức bình thường, không cần phải mổ nữa. Lúc đó bướu cổ cũng xẹp hẳn, cổ tôi nhỏ trở lại bình thường. Thoát được mổ, tôi mừng lắm. Cách nay vài tuần, tôi đi xét nghiệm các chỉ số cường giáp, bác sĩ bảo các chỉ số T3, T4 ở mức bình thường. Lúc đó chưa tìm hiểu kỹ thực dưỡng nên chị xem gạo lứt như là một vị thuốc trị bệnh và chị sử dụng khi có bệnh. Hết bệnh thì thôi, không cần phải ăn nữa. Thế bệnh đã ổn định và nghe thầy nói là ăn 49 ngày. Do đó chị đã ăn đúng 49 ngày rồi, chị không ăn gạo lứt nữa mà trở lại ăn gạo sắc trắng với thức ăn bình thường như trước đó. Chị nói 49 ngày là một cuộc chiến đấu không kém phần cam go với sự thèm ăn của chính mình. Hơn nữa, cuộc đời nghệ sĩ thường đưa chị tiếp xúc với nhiều món ăn từ hải sản đến thịt đặc sản, nên khó cưỡng lại trước sự cám dỗ của những món ăn này. Đến giữa năm 2014, phát hiện một cục u bên ngực trái, chị đi khám bệnh ở bệnh viện Từ Dũ. Bác sĩ ở đây nghi chị bị ung thư và khuyên chị qua bệnh viện ung bướu khám lại gấp. Chị thần tượng với thuốc gạo lứt, do nó mà chị không phải mổ bướu giáp, do đó chị trở lại ăn gạo lứt mà không đến bệnh viện ung bướu. Chị ăn số 7 như vậy suốt 3 tháng liên tục. Chị áp dụng thêm phụ phương áp nước gừng dán cao khoai sọ lên khối u và uống thêm thuốc đông y. Người nhà của chị xót ruột và phản đối quyết liệt việc chị không đến bệnh viện để chữa trị trong khi bị nghi là ung thư. Chị cũng đã giải thích với người nhà về việc chị đã chữa lành cường giáp bằng gạo lứt thì có thể chữa lành ung thư, nhưng người nhà không đồng ý và luôn tạo áp lực để chị đi bệnh viện. Đến hết tháng thứ 3 ăn số 7, chị phải vào bệnh viện ung bướu để khám và bác sĩ kết luận chị bị ung thư vú giai đoạn 2. Nghe vậy chị cũng hoang mang, có một điều đáng mừng là khối u của chị vẫn không thay đổi, vẫn là 2cm như hồi khám ở bệnh viện Từ Dũ. Trong khi đi khám bệnh ngày hôm đó, chị quen một người cũng bị khối u ngực như chị. Sau 3 tháng chị đó điều trị bằng thuốc nam, khối u tăng từ 2cm lên đến 18cm. Chị biết rằng do ăn gạo lứt mà khối u không lớn thêm và không bị di căn. Nhưng vì do áp lực của gia đình, chị đành phải chấp nhận mổ và điều trị bằng hóa trị và xạ trị theo phác đồ của bệnh viện. Sau liệu trình điều trị của bệnh viện, chị về nhà ăn chay trường luôn, bỏ hẳn ăn thịt cá. Chị thực hiện tái khám định kỳ 6 tháng một lần. Trong thời gian ăn chay, chỉ số ung thư CA15-3 thường dao động từ 15 đến 22. Chỉ số ung thư tái phát ở mức bằng hoặc lớn hơn 28. Cách nay gần 1 năm, chị trở lại ăn số 7 hơn 1 tháng. Sau đó, ăn ra với một ít rau củ sạch cho tới nay. Lần đi tái khám vừa rồi cách nay gần 2 tháng, chỉ số ung thư vú CA15-3 của chị hạ xuống còn 6,59. Chị rất mừng và chị quyết định từ nay về sau không bỏ gạo lứt nữa. Hiện tại, chồng và con chị đều bỏ gạo sắc trắng và ăn gạo lứt theo chị nhưng ăn với thịt cá bình thường. Gia đình không còn chống đối nữa. Chị tiếc là nếu lúc trước tinh thần chị vững vàng, nếu không bị tác động của gia đình và nếu vẫn tiếp tục ăn gạo lứt vài tháng nữa, thì chắc chắn chị không phải mổ, không phải hóa trị và xạ trị.
Mỗi lần hóa trị là người mệt vô cùng và kiệt sức, đến 10 ngày sau mới khỏe lại. Chị nói có người chịu không đổi hóa trị đến nỗi mất mạng luôn. Chị hỏi cô y tá sao thuốc mà làm người mệt dữ vậy. Cô y tá bảo đó là một loại thuốc độc chứ không phải thuốc bình thường. Chị nói một cách cương quyết rằng lỡ có tái phát thì tôi không bao giờ hóa trị nữa. Tôi may mắn gặp được thực dưỡng mới giữ được mạng sống cho đến bây giờ. Một người bạn của tôi phát hiện ung thư vú sau tôi mà đã chết rồi. Một ví dụ nữa là người mổ cùng ngày với tôi bây giờ đã di căn sang chỗ khác và khó giữ được mạng sống. Ca sĩ Thu Hương cũng đã truyền được ngọn lửa thực dưỡng đến người thân. Chị ruột của ca sĩ Thu Hương là chị Nguyễn Thị Tuyết cũng ở Bình Tân, đã ăn gạo lứt theo thực dưỡng gần 1 năm rồi. Chị Tuyết đã ổn định được bệnh viêm khớp mãn tính, tăng huyết áp và đầu lưỡi bị thâm đen. Chị Tuyết là người ăn chay và ngày nào cũng ăn nấm. Con gái của chị Tuyết đang làm việc cho thực dưỡng Khai Minh nên hiểu rõ những thực dưỡng và hiểu rõ một số món ăn. Con gái biết nấm có chứa độc tố không tốt cho sức khỏe và khuyên chị không nên ăn nấm nữa. Con gái cũng khuyên chị nên ăn gạo lứt. Ban đầu chị Tuyết ăn gạo lứt với rau củ khoảng 2 tháng. Lúc này chị đang điều trị bệnh viêm khớp và tăng huyết áp tại Viện Y Dược Học Dân Tộc TP.HCM. Một hôm đi chợ về, bệnh viêm khớp trở nặng gây đau đến nỗi đi không được. Trước đây thỉnh thoảng chị cũng bị như thế. Chị bị đau nhức khớp hơn 10 năm rồi. Chị nghĩ sao lại nặng thêm như thế này? Thôi thì ăn số 7 thử xem, chị bắt tay vào ăn số 7. Đồng thời lúc đó đầu lưỡi khoảng 1/3 lưỡi của chị Tuyết bị những quầng thâm đen nhưng không đau, do đó chị không chú trọng điều trị nó và không khai báo với thầy thuốc. Lưỡi chị bị triệu chứng này khoảng 1 năm trước. Chị nói tôi ăn số 7 hơn 1 tháng thì hình như bị sổ độc nên đầu lưỡi gây đau và lở ra. Tôi vẫn không đi khám bệnh và tiếp tục ăn số 7. Hiện giờ đầu lưỡi của tôi đã lành và những quầng thâm đen biến mất nhưng chỗ cho vào trắng hồng. Trong thời gian sổ độc tôi bị tụt huyết áp trong 3-4 ngày làm cơ thể mệt mỏi và đuối sức. Trong khi đó tôi đang mang trong mình căn bệnh tăng huyết áp. Người nhà lo lắng cho tôi vì tụt huyết áp rất nguy hiểm. Tôi vẫn kiên trì ăn số 7 và huyết áp tăng lên về lại mức bình thường. Bây giờ huyết áp của tôi đã ổn định ở chỉ số là 120/70. Tôi ăn số 7 được 4 tháng và thấy khỏe ổn định rồi, nên tôi dần dần ăn ra cho đến bây giờ. Tôi sẽ theo thực dưỡng để không bị bệnh tật và làm khổ con cháu khi mình về già nữa. Ha ha ha, 问什么的说呵。